Seneca, Những bức thư đạo đức, cuốn sách triết học thực hành về chủ nghĩa khắc kỷ. Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu cuốn sách này. Hãy truy cập ngay Spyroom Store trên Shopee để đặt hàng. Đây là bài viết Tư duy Bayesian Updating trong một thế giới bất định của tác giả Jared Đỗ, đăng trên Spyroom.com. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu bài viết thôi nè. Một phát hiện của Daniel Kahneman và Amos Tversky. Daniel Kahneman và Amos Tversky là hai nhà tâm lý học nổi tiếng nhất trong giới tâm lý học và được xem là cha đẻ của kinh tế học hành vi ngày nay. Những bài báo khoa học được viết chung bởi Daniel và Amos đã chỉ ra những lỗi tư duy mang tính hệ thống trong não bộ và qua đó gây tiếng vang mạnh mẽ trong tâm lý học và kinh tế học. Một trong những phát hiện quan trọng khẳng định rằng khi chúng ta đưa ra những dự đoán về tương lai, chúng ta thường dựa vào cảm giác nhiều hơn là đưa ra những quy trình chặt chẽ dẫn đến kết luận đó. Nói một cách đơn giản, khi suy nghĩ hoặc dự đoán về tương lai, chúng ta đưa kết luận vì chúng ta cảm thấy nó hợp lý, chứ không phải vì kết luận đó mang những yếu tố của quá trình tư duy hợp lý. Một trong những lỗi tư duy mà người viết muốn đề cập ở đây là khi đưa ra dự đoán, chúng ta thường không cân nhắc base read. Sorry, mình không biết dịch sang tiếng Việt như thế nào. Hãy giả sử bạn muốn mở một quán cà phê mới ở Sài Gòn, tỷ lệ tồn tại sau một năm của quán cà phê là bao nhiêu? Thông thường, bạn có thể cân nhắc những yếu tố như vị trí, chất lượng cà phê, hot girl phục vụ, v.v. Tất cả những yếu tố sẽ làm quán bạn khác biệt so với hàng triệu quán khác ở Sài Gòn. Rồi hola, một con số ma thuật xuất hiện trong đầu bạn. Và sau khi cân nhắc tất cả những yếu tố trên, bạn nghĩ rằng có 70% quán sẽ tồn tại sau một năm. Và bạn tin vào những lợi thế cạnh tranh rất rõ ràng sau khi đã nghiền ngẫm câu chuyện. Bạn lấy con số 70% hoặc bất cứ con số nào bạn nghĩ ra, này ở đâu thế? Thống kê đã chỉ ra rằng 90% quán cà phê mới sẽ đóng cửa sau 1 năm. Bạn chỉ có khoảng 10% để tồn tại sau 1 năm thôi. 10% này là base rate cho câu hỏi của bạn. Cứ có khoảng 10 quán cà phê mới mở thì sẽ chỉ có 1 quán cà phê tồn tại được sau 1 năm. Daniel và Amos đã phát hiện ra rằng khi chúng ta cần phải đưa ra những dự đoán như trên, chúng ta không quan tâm đến base ray mà chỉ lo vẽ ra câu chuyện phù hợp với thế giới quan mà chúng ta đang sống. Câu chuyện này càng hợp lý với quan điểm sống thì sự tự tin vào con số thần kỳ này càng cao, trong khi con số khách quan base ray thì không được quan tâm tới. Do đó, khi bạn phải đưa ra một dự đoán xác suất trong khi không hề có một bất kỳ thông tin nào để cân nhắc, theo ý kiến của Daniel, câu trả lời chính xác nhất là hãy bắt đầu từ base ray. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta lại bắt đầu từ những câu chuyện tự mình vẽ ra. Con người vốn dĩ không phải là sinh vật tư duy về xác suất một cách hợp lý. Đây không phải là điểm mạnh của chúng ta. 2. Định lý của Thomas Pace. Thomas Pace là một mục sư người Anh sống vào đầu thế kỷ thứ 18. Ông có viết một bài essay nổi tiếng An Essay Towards Solving a Problem is the Doctrine of Chances. Thông qua những cơ sở lý luận vững chắc, ông đã cho ra đời định lý Bayes, Bayes Theorem, nổi tiếng ngày nay. Trong quyển sách Signal and Noises của Nate Silver, Nate đã đưa ra một dẫn chứng cụ thể về cách tư duy theo kiểu Bayesian. Hãy giả định rằng có một người đàn ông vừa được ban cho sự sống trong một thế giới mà anh ta không hề có một kiến thức nào về nó. Lần đầu tiên trong đời anh ta nhìn thấy mặt trời mọc, anh ta đã gào rú hoảng loạn và tìm chỗ trốn khỏi ánh nắng đó. Anh không biết rằng hiện tượng mặt trời mọc này là bình thường hay chỉ là một sự điên loạn trong thế giới. Tuy nhiên, ngày qua ngày khi anh nhìn thấy mặt trời mọc thì anh càng chắc chắn đây là hiện tượng bất biến chứ không hề ngẫu nhiên. Ngày đầu tiên khi anh nhìn thấy mặt trời mọc, anh không hề chắc chắn rằng liệu ngày mai mặt trời sẽ lại tiếp tục được nhìn thấy hay không. Tuy nhiên, con số xác suất này sẽ càng tăng dần nhưng sẽ không bao giờ đạt đến 100% với số ngày trong tương lai anh tiếp tục nhìn thấy mặt trời mọc. Định lý Bayes là một lời khẳng định về cách mà chúng ta nghiên cứu về quy luật quản trị vũ trụ, được diễn tả dưới dạng toán học lẫn triết học.
rằng chúng ta tìm hiểu về những quy luật tự nhiên thông qua sự ước lượng gần đúng. Với mỗi thông tin mới được thu thập, chúng ta ngày càng tiến gần đến sự thật, nhưng sẽ không bao giờ có khả năng đưa ra khẳng định 100%. Định lý của Bayes rất đơn giản. Khi ta đưa ra dự đoán về xác suất một việc sẽ xảy ra trong tương lai, nó là cả một quá trình không có hồi kết, mà con số xác suất sẽ liên tục được cập nhật với mỗi một lần dữ kiện mới xuất hiện, buộc ta phải thay đổi dự đoán của mình. Ta không bao giờ bắt đầu con số này với 0% hay 100% vì tư duy Bayesian không cho phép bạn có thể vỗ ngực phát biểu một điều chắc chắn sẽ xảy ra hoặc không bao giờ có thể xảy ra. Tư duy theo kiểu Bayesian là một hệ thống liên tục tiến hóa, với mỗi dữ liệu mới được cập nhật sẽ đưa dự đoán xác suất của ta ngày càng gần hơn với chân lý. Niềm tin bạn có, hay còn gọi là Bayes rate cộng dữ liệu mới sẽ bằng niềm tin mới được cập nhật. Lấy ví dụ bây giờ bạn phải lòng một nhỏ crush nào đó mà bạn muốn biết rằng bao nhiêu phần trăm nhỏ đó thích bạn. Điều trước tiên là bạn phải xác định được Bayes rate. Theo kinh nghiệm của Daniel Kahneman, khi không biết bất kỳ một thông tin nào về một sự việc nhưng bạn buộc phải đưa ra dự đoán xác suất, bắt đầu bằng Bayes rate là hợp lý nhất. Nếu như bạn có thể tìm được Bayes rate cho câu hỏi trên bằng các bản báo cáo thống kê chính thống thì con số sẽ rất khách quan. Nhưng nếu như bạn không tìm được Bayes rate thì bạn buộc phải tự đưa ra Bayes rate dựa vào kinh nghiệm của chính bạn. Dựa vào kinh nghiệm quan sát cá nhân của bạn, bạn hãy tự hỏi bản thân mình, khoảng 10 đôi tương tư như bạn và crush thì có bao nhiêu thành cặp chính thức? Hãy giả định rằng câu trả lời của bạn là 6, vậy thì Bayes rate của bạn là 60%. Hãy bắt đầu từ con số này. Bạn bắt đầu nhắn tin với nhỏ crush và tỷ lệ trả lời tin nhắn của nó rất nhanh, lúc nào cũng dưới 5 phút hồi đáp. Bạn tự tin là nhỏ có tình cảm với bạn và suy nghĩ một hồi bạn quyết định cộng thêm 5%, tức là con số mới là 65%. Bạn bắt đầu dò hỏi nhờ bản thân của crush chỉ để biết rằng nhỏ crush của bạn đang thích một thằng khác chung lớp. Trái tim của bạn tan nát và bạn thấy rằng mình cần phải trừ đi 23%. Bây giờ con số mới là 42%. Bạn tiếp tục nhắn tin với hy vọng thoi thóp. Nhưng tần suất trả lời của crush không còn nhanh như xưa mà ngày càng giãn ra, có lần lên tới 30 phút hoặc 1 tiếng. Bạn đau đớn quyết định trừ đi 12% và được con số là 30%. Một ngày đẹp trời, crush bỗng rủ bạn đi xem phim. Bạn cảm thấy vui nhưng có gì đó hơi kỳ lạ. Crush của bạn có vẻ rất buồn. Nhưng dù gì cũng là tin vui nên thôi, cộng 7%, con số mới là 37%. Dò hỏi như bản thân hiểu crush thì bạn biết rằng đứa mà crush của bạn đang crush hóa ra đang crush một nhỏ khác. Crush của bạn tan nát con tim nên mới rủ bạn đi chơi. Sau khi cân nhắc thì bạn cộng 23% nữa là được 60%. Và tần số nhắn tin và đi chơi với crush của bạn ngày càng tăng. Với mỗi lần như thế thì bạn đều cộng một con số từ 1-5% tùy theo tính quan trọng của sự việc. Sau 2 tháng, con số của bạn lên tới 95%, bạn tin tưởng đi tỏ tình và... Nhỏ chỉ xem bạn như anh trai mưa mà thôi. Tạch cầm nở rộ. Mình đùa thôi, crush cũng thích bạn, bởi vì bạn có 95% mà phải không? Tư duy Bayesian về cơ bản chỉ đơn giản như thế thôi, nhưng có một điều mà hầu như những người quen với nó không chấp nhận được. Dù bạn có 95% thì bạn vẫn có nguy cơ bị tạch vì hai yếu tố. A. Con số bạn đưa vào rất chủ quan. B. Cứ cho là con số bạn đưa vào khách quan đi, thì 95% crush thích bạn cũng có nghĩa là 5% nó không thích bạn. 3. Bayesian of dating. Có một lỗi tư duy cực kỳ cơ bản khi ta nói về xác suất. Hãy giả định rằng ngày mai dự báo là có 90% là nắng, nhưng ngày mai mưa lại rơi tầm tã. Nhiều người sẽ về nhà và chửi dự báo thời tiết là sai. Nhưng có thật là như vậy không? Dự báo về cơ bản là có kèm theo 10% sẽ mưa, nhưng ta chỉ thấy cái 90% và cho nó là 100%. Còn 10% thì ta không thèm và cũng không muốn chú ý tới. Nhiều người mắc lỗi tư duy như thế này khi nói về xác suất. Họ cứ cho rằng
nếu con số càng cao thì việc đó chắc chắn phải xảy ra. Khi nó không xảy ra thì họ không thể chấp nhận được. Khi mới bắt đầu chơi poker, mình đã bắt nỗi này. Nếu bạn đã từng chơi poker rồi và chơi thường xuyên, bạn sẽ hiểu rằng trong poker, 10% một việc gì đó xảy ra không phải là hiếm hoi như người thường vẫn nghĩ. Các tay chơi bài poker chuyên nghiệp chấp nhận 10% bad beat với một tinh thần rất bình tĩnh. Nếu một việc gì đó có 90% xảy ra, thì nếu bạn lặp lại hiện tượng này 10 lần, thì sẽ có một lần nó không xảy ra. 50 lần thì sẽ có 5 lần không xảy ra. 10% hay thậm chí 5% không hiếm như bạn nghĩ nếu số lượng mẫu là rất lớn. 95% không phải là 100%, nên nếu 5% có xảy ra, thì việc đó cũng rất đổi bình thường trong xác suất. Mô hình tư duy Bayesian không phải là một cây gậy thần quyền năng, nó chỉ là một công cụ tư duy hữu ích trong một thế giới hỗn loạn và bất định. Nó là một quá trình cập nhật liên tục, một chặng đường không có hồi kết, nó chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là mục đích đến. Nó buộc bạn phải chấp nhận rằng những gì bạn biết có thể không chính xác và cần phải được cập nhật liên tục. Phương pháp này dĩ nhiên có nhiều yếu tố mang tính chủ quan, nhưng luôn có một con số cụ thể lúc nào cũng tốt hơn là không có. Và do đây là một quá trình cập nhật liên tục, sự chủ quan và không chính xác sẽ ngày càng biến mất khi ta ngày càng tiếp thu thêm nhiều thông tin mới. Tư duy Bayesian buộc ta phải thừa nhận rằng hiểu biết về thế giới của ta rất nông cạn và ta liên tục phải cập nhật thông tin với hy vọng con số mà ta đưa ra ngày càng tiến gần đến sự chính xác. Nhưng nó sẽ không bao giờ là 100%. Để làm được việc này, trước tiên ta phải thừa nhận với bản thân rằng ta không thực sự chắc chắn bất cứ điều gì trong tương lai. Để ngày càng tiến gần hơn đến chân lý, open-minded là cực kỳ cần thiết và thiên kiến xác nhận là một kẻ thù nguy hiểm cần được loại bỏ. Hãy loại bỏ cái tôi và cảm xúc cá nhân khi bạn tiếp nhận những thông tin mới. Tương lai không phải lúc nào cũng là một đường thẳng rõ ràng, mà nó hàm chứa một loạt những viễn cảnh có thể xảy ra được gắn kết với hiện tại. Tư duy Bayesian sẽ giúp bạn đưa ra những con số xác suất cụ thể có thể xảy ra cho từng viễn cảnh tương lai mà bạn đang cân nhắc. Nó có thể sẽ rất chủ quan, nhưng quá trình liên tục cập nhật thông tin mới sẽ bù trừ cho việc này. Không có gì có thể chắc chắn về tương lai, hãy tập quen dần với điều này. Một lần nữa, Bayesian Updating là một quá trình cập nhật liên tục, một chặng đường không có hồi kết, nó chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là mục đích đến. Hy vọng là các bạn thích nội dung lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spiral.com để tìm được thêm. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.